áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các bạn đến với khóa học môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên kênh dạy học trực tuyến VietJack. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng cô tiếp tục tìm hiểu tiếp bài luyện tập trung bài 62. Và trong tiết học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng cô làm các bài tập trong trang số 67 và 68. Chúng mình sẽ có bài tập đầu tiên là bài tập số 1. Câu hỏi đặt ra ở đây: toa tàu cuối cùng ghi số nào? Ở đây chúng mình thấy hình ảnh về một chiếc tàu hỏa với rất nhiều chiếc toa tàu. Mỗi toa tàu là mang một màu sắc khác nhau, rất là đẹp. Chúng mình thấy được số 3 số ở trong 3 toa tàu đầu tiên đã được gắn số. Đó là 50.000, 60.000, 70.000. Đố các bạn biết đây là các số gì? Đây chính là các số tròn chục nghìn. Và câu hỏi trong bài tập số 1 này: toa tàu cuối cùng ghi số nào? Người ta hỏi chúng mình là cái toa cuối cùng này chính là cái toa màu cam ở phía cuối này thì sẽ được ghi số nào? Chúng mình biết được số của 3 toa tàu đầu tiên chính là các số tròn chục nghìn rồi. Bây giờ các bạn sẽ cùng cô đếm xem là số ở toa cuối cùng này sẽ là số nào nhá. Các số này là các số tròn chục nghìn và nó liên tiếp là 50.000 này, có nghĩa là 50.000 đó. 50.000, 60.000, 70.000. Vậy là hai số mà liên tiếp nhau sẽ hơn nhau là 10.000. Vậy đố các bạn biết toa tàu màu xanh dương này sẽ là số bao nhiêu? 70.000 rồi sẽ đến 80.000, chính xác. 90.000 là toa tàu màu tím. Vậy toa tàu màu cam sẽ là 90.000 rồi sẽ đến. Chính xác rồi, chính là 100.000. Đó, đúng rồi, các bạn đã đoán được ngay rồi. Đó. Vậy là toa tàu màu cam cuối cùng này sẽ là toa tàu được ghi số 100.000. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cho bài tập số 1 luôn này. Toa tàu cuối cùng ghi số 100.000, được chưa? Rất là dễ. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên, bài số 1. Bây giờ cô trò mình sẽ đến với bài tập số 2. Và chúng ta sẽ đến với bài tập số 2 như sau. Mỗi ô tô sẽ đến chỗ rửa xe ghi biểu thức có giá trị là số ghi trên ô tô đó. Tìm chỗ rửa cho mỗi ô tô. Ở đây chúng mình sẽ có hình ảnh về 3 chiếc ô tô màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Và trên mỗi ô tô này thì sẽ có gắn một số khác nhau như thế này. Đó. Và người ta nói là mỗi ô tô sẽ đến với chỗ rửa xe ghi biểu thức có giá trị là số ghi trên ô tô đó. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là mỗi ô tô này sẽ đến với chỗ rửa xe tương ứng mà ghi cái biểu thức đó, ghi cái biểu thức này chính là giá trị của biểu thức đó là gắn ở trên chiếc ô tô này, thì chúng mình phải tìm được chỗ rửa xe tương ứng phù hợp cho mỗi chiếc ô tô này. Chỗ rửa xe nào cũng sẽ có một biểu thức. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô tìm ra kết quả cho những biểu thức này hay là giá trị cho những biểu thức này để chúng mình có thể tìm được chiếc xe phù hợp với chỗ rửa xe đó. Đầu tiên là biểu thức ở trong chỗ rửa xe ô đầu tiên này. 30.000 cộng 9.000 cộng 800 cộng 40 và cộng với 5. Đố các bạn có thể ghi được số tương ứng với biểu thức này. Chúng mình thấy biểu thức này là biểu thức mà được ghi ra. Ở đây chúng mình sẽ có hàng chục nghìn này, hàng nghìn này, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Vậy chúng mình sẽ dễ dàng tính ngay được biểu thức này bằng cách viết được số ngày ngay ra. Ở hàng chục nghìn là 30.000 này, đúng chưa? Hàng nghìn là 9 này, 9.000. Hàng trăm là 8 này, hàng chục là 4 này, 4 chục. Và hàng đơn vị là 5. Vậy ta sẽ dễ dàng viết ngay được số này ra, đó là số 39.840 45, đúng chưa? Bây giờ chúng mình sẽ phân tích thử lại xem là có phải số này sẽ được viết thành tổng này không nhá. Ở hàng chục nghìn là chữ số 3, vậy sẽ là 30.000. Hàng nghìn là 9, đó, cộng với 9.000. Hàng trăm là 8 này. Hàng chục là chữ số 4 sẽ là 40 và cộng với 5. Đó, như vậy là chỗ dựa xe này, cái biểu thức của chỗ rửa xe đầu tiên
sẽ là 39.845, chính là giá trị của biểu thức này. Đến với biểu thức của chỗ rửa xe thứ hai ở giữa này. 20.000 cộng 8.000 cộng 700 cộng 10 và cộng với 6 thì tổng này chính là tổng mà được viết ra từ số nào các bạn nhỉ? Hàng chục nghìn sẽ là 2 này, hàng nghìn là 8 này, hàng trăm là chữ số 7 này, hàng chục là chữ số 1 và hàng đơn vị là chữ số 6, đúng chưa? Đây, cô sẽ viết được này. Giá trị của biểu thức là 28.716. Kiểm tra lại nhá. Hàng chục nghìn, 20.000 chính xác, hàng nghìn, 8.000, hàng trăm, 700, hàng chục là 1 này và đơn vị là 6. Rồi, đến với chỗ rửa xe cuối cùng. 20.000 cộng 8.000 cộng 100 cộng 70. Không có hàng đơn vị thì có nghĩa là hàng đơn vị là chữ số 0, đúng chưa? Vậy thì số này, giá trị của biểu thức này chúng mình cũng có thể viết được ngay. Hàng chục nghìn là chữ số 2 này, hàng nghìn là chữ số 8 này, hàng trăm là chữ số 1, hàng chục là 7, hàng đơn vị không thấy có thì là chữ số 0. Thử lại xem này. 20.000, hàng chục nghìn này, hàng nghìn là 8.000 này, hàng trăm, 100, hàng chục là 70. Không có hàng đơn vị thì chúng mình sẽ ghi hàng đơn vị là chữ số 0. Rồi, bây giờ chúng mình đã biết được giá trị của các biểu thức rồi. Vậy thì chúng mình chỉ cần tìm ra được số tương ứng với giá trị của biểu thức này thôi. Đầu tiên, đó là chiếc xe màu vàng này, mang số là 28.716, chính là giá trị của biểu thức ở chỗ rửa xe thứ hai, đúng chưa? Ở giữa này. Vậy chúng mình sẽ gắn vào này. Đây, xe màu vàng sẽ phải đến chỗ rửa xe này là phù hợp. Tiếp theo là số xe của xe màu đỏ, có số là 39.845, thì nó sẽ đi đến chỗ rửa xe nào là chính xác nhỉ? À đây, nó sẽ cần phải đến chỗ rửa xe đầu tiên là sẽ phù hợp với xe màu đỏ. Và đương nhiên, cuối cùng xe màu xanh này sẽ có số là 28.170, chính là giá trị của biểu thức của chỗ rửa xe cuối cùng này, được chưa? Như vậy là chúng mình đã tìm ra được chỗ rửa xe phù hợp cho mỗi chiếc ô tô này. Và các bạn nhìn này, nhớ là những biểu thức mà có dạng như thế này, đầy đủ các hàng như thế này thì chúng mình sẽ tìm ngay ra được giá trị của biểu thức nó. Nó sẽ được viết ra từ một số tự nhiên nào đó, đầy đủ các hàng như thế này. Và hàng nào chúng mình thấy không có xuất hiện trong tổng này thì hàng đó chúng mình sẽ viết là chữ số 0. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô trò mình sẽ đến với bài tập số 3. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 3 như sau. Trong bài tập số 3 này chúng mình thấy hình ảnh về các bạn nhỏ đang ngồi xem truyền hình TV, đúng chưa? Và chúng mình sẽ có câu chuyện ở đây. Câu chuyện được liên quan đến bài toán này như sau. Bài hát có gần 75.000 lượt nghe. Bạn Việt nói, bạn Nam nói này, bài hát có gần 75.000 lượt nghe. Bạn Việt thì nói nào, không, bài hát này chỉ có khoảng 74.000 lượt nghe thôi. À, như vậy là các bạn nhỏ này thì đang xem TV và các bạn ấy đang xem kênh mà có liên quan đến ca nhạc, đúng chưa? Và các lượt xem của bài hát đó. Trong bài tập này thì người ta nói rằng, biết rằng bài hát có 74.380 lượt nghe, Nam và Việt làm tròn số đến hàng nghìn. Ai đã làm tròn đúng? Mình sẽ có số chính xác các lượt nghe ở đây là 74.381 lượt nghe. Và bạn Nam và bạn Việt làm tròn số đến hàng nghìn. Bạn Nam thì nói là làm tròn số này đến hàng nghìn sẽ là 75.000 lượt nghe. Còn bạn Việt làm tròn số đến hàng nghìn là 74.000 lượt nghe. Bây giờ thì cô trò mình sẽ cùng nhau làm tròn số này xem là bạn nào làm tròn đến hàng nghìn chính xác. Để làm tròn số đến hàng nghìn, chúng mình sẽ nhìn vào chữ số ở hàng trăm. Chữ số ở hàng trăm ở đây là 3. 3 này thì bé hơn 5, vậy chúng ta sẽ làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì giữ nguyên số ở hàng nghìn. Vậy số sau khi làm tròn sẽ là bao nhiêu các bạn? À, sẽ là 74.000, đúng chưa? Vậy thì bạn nào trả lời đúng? À đây, 74.000 lượt nghe chính là câu trả lời của bạn Việt. Vậy chúng mình sẽ trả lời là bạn Việt làm tròn đúng. Rồi, cô sẽ trả lời sang phía bên này nhá. Khi làm tròn số
đến hàng nghìn. Đến hàng nghìn thì Việt làm tròn đúng. Như vậy là chúng mình đã trả lời được rồi. Các bạn nhớ là khi chúng mình làm tròn xuống thì chúng mình sẽ giữ nguyên chữ số ở hàng nghìn này, được chưa? Không được tăng lên. Đây, bạn Lam bạn ấy làm tròn là 75.000 là sai. Các bạn nhớ nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 4 như sau. Mỗi bạn viết một số trong các số 20.880, 52.080 và 92.000 lên bảng con. Đầu tiên, bạn Nam bạn ấy nói này. Số tớ viết có chữ số hàng nghìn giống chữ số hàng nghìn của số Mai viết. Đây, bạn Mai này, mỗi bạn này sẽ viết một số khác nhau nhá. Tiếp theo thì bạn Việt nói số tớ viết có chữ số hàng chục giống chữ số hàng chục của số Mai viết. Và câu hỏi đặt ra ở đây, mỗi bạn đã viết số nào? Ở đây thì chúng mình sẽ có 3 số khác nhau là 20.080, 52.080 và 92.000. Và 3 bạn này sẽ mỗi người viết một số trong 3 số này. Bây giờ chúng mình cần phải tìm xem là bạn nào thì viết số nào. Rồi bây giờ chúng mình sẽ nhìn lại vào câu chuyện và các câu nói ở trong hộp đoạn hội thoại của 3 bạn ấy để tìm ra được xem là bạn nào sẽ viết số nào. Đầu tiên thì bạn Nam bạn ấy nói này, số tớ viết có chữ số hàng nghìn giống chữ số hàng nghìn của số Mai viết. Đây, bạn đọc thật kỹ này. Số tớ viết có chữ số hàng nghìn. Bây giờ chúng mình sẽ nhìn xem là số nào, hai số nào thì có chữ số hàng nghìn giống nhau. Tại vì là Nam nói là số bạn ấy viết có hàng nghìn giống với chữ số hàng nghìn của số bạn Mai. Bây giờ chúng mình sẽ tìm ra hai số mà có chữ số hàng nghìn giống nhau. Rồi, quan tâm đến chữ số hàng nghìn này. Chữ số hàng nghìn của số này là 0. Chữ số hàng nghìn của số thứ 2 là 2. Và chữ số hàng nghìn của số thứ 3 là 2. Như vậy chúng mình sẽ nhận thấy ngay hai số phía sau này là số mà có chữ số hàng nghìn giống nhau. Như vậy ta sẽ có hai số này. Một trong hai số này là của bạn Mai viết và số còn lại là của bạn Nam viết. Đúng chưa? Nhìn tiếp theo này. Rồi, hai số này. Đó. Bạn Việt bạn ấy nói này, số tớ viết có chữ số hàng chục giống với chữ số hàng chục số của Mai viết. À, bây giờ chúng mình lại phải quan tâm đến chữ số ở hàng chục. Xem là hai số nào thì có chữ số hàng chục giống nhau. Rồi, bây giờ chữ số hàng chục này. Hàng chục là chữ số đây là 8, đúng chưa? Bây giờ cô sẽ đánh dấu khác nhá, cô sẽ khoanh tròn này. 8 này. Bên này chữ số hàng chục là 8 này. Ở đây chữ số hàng chục là 0. Đúng chưa? Vậy là chúng mình thấy hai số đầu tiên là số mà có chữ số hàng chục giống nhau. Vậy là chúng mình biết ngay cái số mà có chữ số hàng nghìn giống nhau lại có chữ số hàng chục giống số phía trước thế này. Đây chính là số của bạn Mai viết, đúng chưa? Đó. Vậy thì số này là số của bạn Nam viết và số còn lại là số của bạn Việt viết. Vì sao? Các bạn nhớ này, vừa rồi chúng mình tìm ra hai số có chữ số hàng nghìn giống nhau là hai số này. Vậy thì một trong hai số này sẽ là số của bạn Mai. Dữ kiện thứ hai đó là chữ số hàng chục giống nhau, hai số mà có chữ số hàng chục giống nhau thì chính là số này. Đó, số này vừa có chữ số hàng nghìn giống với số phía sau, lại có chữ số hàng chục giống với số phía trước này. Vậy thì số này sẽ là số bạn Mai viết. Đó. Còn số này sẽ là số của bạn Nam này. Đó, tại vì là có chữ số hàng nghìn giống số của bạn Mai. Và số cuối cùng, số đầu tiên, 20.080 là số của bạn Việt viết. Có chữ số hàng chục giống với chữ số hàng chục của bạn Mai viết. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ trả lời như sau. Bài giải. Đầu tiên, mình sẽ ghi số mà bạn Mai viết trước này. Số bạn Mai viết là 52.080. Tiếp theo,
số bạn nam viết là số 92.000 và số của Việt viết số Việt viết là số mà có chữ số hàng chục giống với chữ số hàng chục của Mai. Đó là số 20.080. Như vậy là chúng mình đã tìm ra được các số tương ứng với mỗi bạn viết ở đây, đúng chưa? Mỗi bạn viết một số. Và bài tập số 4 này cũng chính là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay rồi. Về nhà các con nhớ làm lại các bài tập để ôn lại phần kiến thức của chủ đề 11 này mà hôm nay cô trò mình vừa mới tìm hiểu. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.